Xin chào tất cả các anh chị em, quý cô chú anh chị đã có mặt trong cái buổi Zoom ngày hôm nay ạ. Và để trước khi mà bắt đầu vào buổi chia sẻ thì em xin được phép giới thiệu về bản thân mình một chút ạ. Em tên là Nguyễn Tất Thắng, hiện thì đang làm bác sĩ về chuyên ngành về da liễu, nhưng bản thân em thì đã là một bác sĩ đa khoa tốt nghiệp tại Đại học Y Hà Nội. Và tuy là mình còn trẻ nhưng mà mình bắt đầu phải tìm hiểu về những cái vấn đề mà giúp cho cái người người dân của mình ấy, giúp cho người dân của mình làm sao mà có thể nâng cao được sức khỏe và hạn chế cái việc mà chúng ta phải phải đến gặp bác sĩ tại bệnh viện, đúng không ạ? Đến gặp bác sĩ tại bệnh viện thì cũng có rất là nhiều lý do thôi, nhưng mà thường nhất là chúng ta sẽ đến là vì cơ thể chúng ta có vấn đề, hoặc là người nhà nhà chúng ta có vấn đề, đúng không ạ? Thường là sẽ những cái sự việc đấy nó sẽ không không mấy là vui vẻ. Vì vậy mà bác sĩ và bệnh nhân thường xuyên là gặp nhau trong cái tình trạng mà không được vui vẻ cho mấy, đúng không ạ? Mặc dù bác sĩ rất là niềm nở, rất là tươi cười, nhưng mà biết được là cái người bệnh nhân đến gặp mình, người ta có một cái nỗi trăn trở, một cái vấn đề mà người ta cảm thấy lo lắng. Đấy, và chính vì cái điều mà như vậy mà bản thân em luôn đi tìm những cái biện pháp và những cái cách thức làm sao mà giúp cho người dân, mọi người đều có thể tự chăm sóc sức khỏe của mình ngay từ những bước đầu tiên, để tất cả chúng ta có một cái sức khỏe thật tốt, hạn chế chúng ta sẽ đến bệnh viện, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ chỉ đến bệnh viện khi nào? Khi chúng ta không thể kiểm soát được những cái yếu tố nguy cơ khác. Ví dụ như là chúng ta đi ra ngoài đường, chẳng may chúng ta bị có va quyệt, đúng không ạ? Đó là những yếu tố mà chúng ta không thể kiểm soát được, thì chúng ta bắt buộc chúng ta sẽ phải đến gặp bác sĩ rồi. Còn những cái yếu tố nào mà nằm trong cái tầm kiểm soát của chúng ta là chúng ta phải làm được, đúng không ạ? Là chúng ta phải kiểm soát được để đảm bảo chúng ta có một cái sức khỏe tốt nhất. Đó. Thì ngày hôm nay cũng rất là vinh dự cho em được có thể lên đây chia sẻ với tất cả các cô bác, anh chị về một cái sản phẩm mà sẽ giúp cho mọi người giải quyết được rất là nhiều vấn đề, mà trong đó cái vấn đề cốt lõi nhất là giúp tất cả chúng ta có một cái sức khỏe thật là bền vững, đúng không ạ? Và bây giờ em xin phép chia sẻ cái phần slide của mình ạ. Mọi người có nhìn rõ cái phần slide của em không ạ? Nếu mà mọi người nhìn rõ thì mọi người comment vào ô chat số 1 cho em nhé. Nếu chúng ta nhìn rõ và nghe rõ thì chúng ta sẽ comment số 1 vào ô cửa số chat ạ. Tuyệt vời. Mọi người tương tác với em nhé. Trong cái phần mà chúng ta giới thiệu về sản phẩm thì về cái kiến thức, chia sẻ về những cái kiến thức thì chúng ta vẫn có thể sẽ có một chút cái tương tác với nhau để là sao chúng ta có thể hiểu rõ hơn cái vấn đề mà mình đang được nghe, đúng không ạ? Rồi, tuyệt vời. Vậy còn ai có thể còn ai mà không đang không nghe được nữa không ạ? Đang không xem được không ạ? Slide đã rất rõ ràng rồi, đúng không ạ? Rồi, bây giờ em sẽ bắt đầu vào cái phần chia sẻ của mình hôm nay. Như cô bác anh chị vừa mới xem cái clip đầu tiên, ở phần đầu tiên mà ban tổ chức đã chia sẻ với anh chị, đúng không ạ? Chúng ta đã thấy một cái clip phải nói là cái cảm xúc khi mà chúng ta xem xong sẽ khá là đáng sợ, đúng không ạ? Cảm thấy nó lo lắng rất là nhiều, vì chả lẽ chúng ta không thể nào mà là chúng ta có thể thoát khỏi được cái tình cảnh đó. Xung quanh ta, bên trong cơ thể chúng ta, tất cả đều là chất độc. Chả lẽ chúng ta sẽ chỉ còn chờ để chúng ta một ngày nào đó chúng ta ra đi hay sao, mà không có cách nào để giải quyết vấn đề đó hay sao, đúng không ạ? Nhưng rất là may thì luôn luôn đi song hành với việc mà chúng ta có những cái nguy cơ, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp. Đó. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là hiện tại trên thế giới chúng ta có những cái nguyên nhân nào, nguyên nhân hàng đầu nào mà dẫn đến cái vấn đề chúng ta bị tử vong, đúng không ạ? Đó. Thì trên hình mọi người sẽ nhìn thấy ở đây chúng ta có bốn cái hình này. Mọi người có thể thông qua cái hình này cũng có thể chắc là đoán được cái ý nghĩa của những cái hình này, đúng không ạ?
Thì hình đầu tiên đó là hình một quả tim này. Thì một trong những cái nguyên nhân gây tử vong lớn nhất là những cái vấn đề liên quan đến bệnh tim mạch. Ví dụ như là tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, rồi đột quỵ. Đó. Rồi rất là nhiều cái vấn đề về bệnh tim mạch khác nhau. Nhưng mà cái vấn đề về bệnh tim mạch nó khiến cho cái tỷ lệ tử vong rất là cao. Đó. Và chúng ta chút nữa chúng ta sẽ tìm hiểu xem là cái nguyên nhân nào, những cái nguyên nhân nào dẫn đến các cái bệnh lý này mà khiến cái tỷ lệ tử vong lại cao như vậy. Một cái nguyên nhân gây tử vong thứ hai mà cũng đứng rất là cao đó là những vấn đề về bệnh hô hấp. Đúng không? Vì khi chúng ta đang sống trong một cái môi trường nó quá ô nhiễm như thế này, đúng không ạ? Thì cái phổi của chúng ta hàng ngày phải hít thở phải lọc biết bao nhiêu là những cái độc tố, đúng không ạ? Những cái chất thừa, chất thải, chất cặn bã, đúng không ạ? Và rất là nhiều cái chất bẩn mà phổi chúng ta phải hứng chịu. Vì chúng ta luôn luôn hít thở, ngay cả khi chúng ta ngủ, đúng không ạ? Chúng ta vẫn phải hít thở. Vì vậy mà cái phổi làm việc liên tục như vậy, biết bao nhiêu chất độc nó tồn đọng ở đây và khiến đến cái vấn đề bệnh lý về phổi. Ví dụ như là viêm phổi, rồi ung thư phổi, đúng không ạ? Rồi, cái hình thứ ba chúng ta sẽ nhìn thấy một cái hình này, nếu mà mọi người quan tâm đến cái vấn đề sức khỏe có lẽ chúng ta sẽ biết đó là cái dấu hiệu của cái ký hiệu của vấn đề về bệnh ung thư, đúng không ạ? Ung thư chúng ta có lẽ là chúng ta sẽ cảm giác là nó ở đâu xa xa thôi ạ, không phải là ở quanh mình ạ, nhưng cho đến khi chúng ta bất chợt chúng ta nghe được những cái thông tin rằng có một cái người nào đó, hàng xóm của chúng ta chẳng hạn, một cái người ở trong khu phố chúng ta vừa mới hôm qua còn đang khỏe mạnh, đúng không? Ngày hôm sau đi khám về phát hiện ra ung thư giai đoạn cuối, đúng không? Chúng ta không biết được trước khi nào là chúng ta sẽ mắc cái vấn đề sức khỏe này, vấn đề ung thư này, một cái vấn đề vô cùng là nhức nhối, đúng không? Đó là một trong những cái nguyên nhân mà gây ra tỷ lệ tử vong rất là cao. Tiếp theo đó là cái vấn đề về bệnh tiểu đường, đúng không? Xã hội ngày càng phát triển và cái bệnh tiểu đường này cũng lại càng ngày càng cao. Và nó không chỉ nằm ở những cái người cao tuổi hay là những cái người gọi là người giàu, mà bây giờ những người trẻ hơn rồi những cái người điều kiện sống cũng không phải là khá giả gì cũng đã bị cái vấn đề bệnh tiểu đường này rồi. Vì cái nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường, những cái yếu tố nguy cơ tác động đến cái vấn đề kiểm soát đường huyết càng ngày nó càng mở rộng hơn và càng ngày nó càng nghiêm trọng hơn. Vì vậy mà bất cứ một ai cũng có nguy cơ là chúng ta mắc cái bệnh tiểu đường này. Và tiểu đường nguyên cái gọi là cái cốt lõi của cái bệnh tiểu đường là cái vấn đề mà đường huyết tăng ấy, chưa hẳn là đã khiến chúng ta tử vong, nhưng những cái biến chứng đi kèm với cái bệnh tiểu đường đó, đúng không ạ? Biến chứng về thần kinh, biến chứng về mắt, biến chứng về chân, về tay, đúng không ạ? Đó. Rất là nhiều biến chứng khác nhau. Chính những cái biến chứng này nó khiến cho cơ thể của chúng ta suy giảm về cái mặt sức khỏe và dẫn đến cái việc tử vong. Đó. Và đây là bốn cái nguyên nhân gây tử vong hàng đầu hiện nay. Đúng không ạ? Ngoài ra chúng ta còn sẽ rất là nhiều những cái nguyên nhân khác. Ví dụ như tai nạn giao thông đó, chẳng hạn đó, thì chúng ta sẽ chỉ nói đến những cái vấn đề mà thuộc về cái vấn đề mà bệnh lý, đúng không? Về những cái vấn đề sức khỏe mà chúng ta có thể kiểm soát được, đúng không? Có thể kiểm soát được bằng cái việc mà chúng ta sinh hoạt, bằng việc chúng ta ăn uống, bằng việc chúng ta tập luyện thể dục thể thao, đúng không ạ? Và những cách mà chúng ta kiểm soát được, chính chúng ta có thể làm được đó, thì chúng ta sẽ đề cập đến. Rồi, và bốn cái nguyên nhân vừa rồi thì nó có những cái yếu tố nguy cơ nào mà nó tác động đến, đúng không ạ? Có những yếu tố nguy cơ nào tác động đến. Trên hình đây mọi người có sẽ nhìn thấy rất là dễ hiểu, đúng không ạ? Cái hình đầu tiên này, chúng ta nhìn thấy rất là nhiều những cái rác thải này. Rồi cái ký hiệu màu vàng này là ký hiệu mà nguy hiểm, ký hiệu về phóng xạ, đúng không ạ? Rồi, chúng ta phải sống trong một cái môi trường mà rất là nhiều những cái khí thải độc hại như này. Ở hình thứ hai cũng vậy, tương tự vậy, chúng ta sống trong một cái bầu không khí đang bị ô nhiễm quá là nặng nề, khí thải từ các nhà máy, khí thải từ các phương tiện, đúng không ạ?
rất là nhiều nhiều những cái loại mà sinh ra những cái khí thải độc hại mà ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Chúng ta sống trong một cái môi trường đang bị ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm đất, và những cái đó ảnh hưởng đến cái gì ạ? Ô nhiễm đến thực phẩm luôn ạ. Khi mà thực phẩm thì chúng ta có rau này, có thịt này, thì những cái loại động vật đúng không ạ? Động vật cung cấp thịt cho chúng ta, nó cũng đang sống trong một cái môi trường bị ô nhiễm, bị độc hại như thế. Rồi thực vật, những cái loại rau trồng trong đất bị ô nhiễm, trồng trong rồi tưới nước ô nhiễm, thì nó cũng bị nhiễm những cái chất độc hại như vậy, đúng không ạ? Thì dẫn đến là cái thực phẩm mà cung cấp cho chúng ta cũng bị bẩn. Đấy là ngoài việc là bẩn từ cái việc môi trường, còn từ cái việc mà cái người cung cấp thực phẩm, cái nơi cung cấp thực phẩm, người ta không đảm bảo về cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm này, rồi người ta sử dụng những cái chất cấm, những chất mà không được cho phép sử dụng lên thực phẩm, mà người ta vẫn sử dụng với những cái mục đích khác nhau, như là cái việc bảo quản hay là làm tươi mới những cái sản phẩm, những cái thực phẩm đã bị ôi thiêu. Đó. Thì có rất là nhiều cái cách mà người ta khiến cho cái thực phẩm đó. Các mọi người ok rồi. Từ cái việc ô nhiễm của môi trường này, rồi đến ô nhiễm của nguồn thực phẩm, thì thêm một cái yếu tố nguy cơ nữa mà dẫn đến những cái vấn đề bệnh tật mà gây những cái nguyên nhân tử vong hàng đầu kia, thì đó là cái việc mà sử dụng thuốc lá và đồ có cồn, đúng không ạ? Một hình ảnh một cái người phụ nữ này nằm dài trên ghế sofa, thân hình khá là tròn, nó tròn và là béo phì, đúng không ạ? Hút thuốc, tay một tay hút thuốc, một tay thì cầm một ly rượu, ly bia gì đó, đúng không ạ? Sử dụng chất có cồn, thì những cái này là chúng ta đang trực tiếp một cách chủ động chúng ta nạp cái chất độc vào người. Mọi người có thể nghe đã được rất nhiều về những cái thông tin về cái sự độc hại của thuốc lá, đúng không ạ? Trong một cái điếu thuốc đấy nó có biết bao nhiêu là cái chất nguy hiểm đến sức khỏe của chúng ta, đúng không ạ? Đấy, và chúng ta tiêu thụ nó, chúng ta hít nó vào trong người, và cái đầu tiên hứng chịu đó chính là cái lá phổi, đúng không ạ? Vì vậy mà nó dẫn đến những cái vấn đề về bệnh về đường hô hấp đó, một trong những cái nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Rồi rượu bia khi mà chúng ta sử dụng ở một cái lượng tối thiểu và cho phép, đúng không ạ? Với cái nồng độ cồn cho phép, một lượng rất là nhỏ thôi, rất rất nhỏ thôi cả nhà nhé, lưu ý là rất nhỏ, thì nó có tác dụng tốt tới sức khỏe của chúng ta, nhưng mà với một lượng rất nhỏ đó, khi mà chúng ta lạm dụng nó, chúng ta sử dụng nhiều hơn, thì cơ thể của chúng ta sẽ bị quá tải, đúng không? Bị quá tải, và gan của chúng ta sẽ phải làm việc rất là nhiều đó. Cho nên là vì vậy mà khi mà chúng ta sử dụng rượu bia nhiều, đúng không? Thì cái gan của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên đó. Sau đó là những cái cơ quan bộ phận khác, mà trong đó gan là một cái bộ phận, một cái cơ quan chuyển hóa quan trọng của cơ thể. Vậy cái nhà máy chuyển hóa, cái nhà máy sản xuất đó mà nó bị đình trệ, đúng không ạ? Thì toàn bộ cái cơ thể của chúng ta cũng bị ngưng lại. Đó, và nó dẫn đến rất nhiều những cái vấn đề bệnh tật khác nhau. Đó. Đây là những cái yếu tố nguy cơ từ phía bên ngoài mà chúng ta bị đưa vào cơ thể. Đó, bị đưa vào cơ thể. Rồi, tới những cái yếu tố nguy cơ mà nó xuất phát từ chính bên trong cơ thể của chúng ta. Đấy, chính bên trong cơ thể chúng ta, thì đó là cái hiện tượng mà chúng ta lão hóa, hiện tượng chúng ta già đi, đúng không ạ? Sinh lão bệnh tử, không ai chúng ta sinh ra, chúng ta sống trên đời này mà lại không phải trải qua những cái vấn đề đó, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà mục tiêu của chúng ta là chúng ta chỉ sinh lão, không bị bệnh mà tử luôn, tức là chúng ta bỏ qua một cái chữ bệnh đấy đi. Đấy là cái mục tiêu mà chúng ta hướng tới, đó là chúng ta chỉ có việc là sống tốt và chúng ta ra đi một cách nhẹ nhàng, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà càng ngày nó lại càng tân tiến hơn, thì chúng ta lại cũng có muốn hạn chế cái chữ gọi chữ lão đấy, chúng ta làm cho thể tác chúng ta nó được trẻ trung hơn, đúng không ạ? Cái diện mạo chúng ta được trẻ trung hơn, đấy, chúng ta không trông bị già đua đi đó. Thì vì cái yếu tố mà lão hóa đó, nó khiến cho đây chúng ta nhìn trên hình này,
thì đầu tiên chúng ta nhìn thấy nó chỉ là cái phần da thôi, tức là ngay từ phía bên ngoài đó, chúng ta có thể nhìn thấy là khi lão hóa thì cái da của chúng ta nó thay đổi như thế nào. Đấy, nó bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn, đấy, những chấm đồi mồi đó, nó khiến cho cơ thể chúng ta trở nên xấu xí hơn, đúng không ạ? Ai cũng mong được trẻ trung, cũng mong được giữ mãi cái tuổi thanh xuân, vì ở độ tuổi thanh xuân là cái độ tuổi đẹp nhất, không ai muốn là mình bị già cả, đúng không ạ? Nhưng mà cơ thể sinh ra nó một có một cái vòng tuần hoàn, một cái vòng tự nhiên như vậy, là chúng ta sẽ phải già đi, đúng không ạ? Vậy chỉ có một cái cách làm thế nào để chúng ta làm chậm cái quá trình chúng ta lão hóa đó đi, và ví cái sự lão hóa này nó cũng giống như cái quá trình mà bị rỉ sét của kim loại này. Kim loại khi còn mới, đúng không ạ, nó còn sáng bóng đấy, nhìn rất là đẹp, nhưng mà qua thời gian chịu những cái tác động mưa gió, những cái tác động từ môi trường xung quanh, và nó khiến cho những cái kim loại này nó bị rỉ sét, nó có bắt đầu ám cái màu nâu này. Đó. Và bắt đầu cái giá trị sử dụng của những cái kim loại này nó cũng thấp đi, đúng không ạ? Và khi ví dụ như một cái cây cầu mà bị rỉ sét, đúng không ạ, thì nó cái sức chịu tải của nó sẽ kém đi, và nó sẽ không thể cho người đi qua nữa, đúng không ạ? Đó, thì cho nên chúng ta sẽ phải làm sao mà chúng ta hạn chế cái quá trình lão hóa này. Đấy, và thêm một cái tác nhân nữa, đó là cái việc đó là chúng ta có bị một cái gốc tự do. Đó. Gốc tự do là cái gì? Đúng không ạ? Chúng ta sẽ đến với cái gốc tự do trước đấy nhá. Chúng ta sẽ tìm hiểu gốc tự do là gì. Ở trên đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái hình khá là ngộ nghĩnh này. Một cái hình khá là mọi người có thể sẽ khá là dễ hiểu thôi. Thì cái hình đầu tiên, cái hình vòng tròn đầu tiên này, nó là một cái hình nguyên tử khỏe mạnh, một cái phân tử khỏe mạnh. Cái hình thứ hai, một cái hình mặt mà nó trông nó hơi cau có này, trông khá là gắt gỏng, đúng không ạ? Cái này chính là cái gốc tự do, và ở đây nó bị đang bị thiếu mất đi một một phần, nó đang bị khiếm khuyết, nó đang bị khuyết tật, rồi tức là nó bị đói đấy, nó bị đói đấy, và nó đang thò tay sang cái nguyên tử khỏe mạnh này, tôi cười đây, nó đang bị chôm lấy đi cái phần một phần của cái nguyên tử khỏe mạnh này để bù cho cái nó đang thiếu. Thì cái gốc tự do này nó như một cái tế bào, nó như một cái phần mà cái người bị đói ấy, nó đi lấy rất nhiều những cái thứ xung quanh từ những cái người khỏe mạnh, đúng không ạ? Thế thì nó sẽ gây hại tới cho những cái người khỏe mạnh này. Đó, đó là cái ảnh hưởng của gốc tự do. Và một cái hình thứ ba này, một cái hình đeo kính râm này, cười rất là tươi này, trông rất là khuôn cool ngầu này, đây chính là cái anh mà chất chống oxy hóa đấy ạ, chất chống oxy hóa. Và anh này, anh ấy có dư ra luôn, anh ấy rất dư giả, anh ấy có sẵn luôn một cái phần mà gọi là có thể bù đắp được cho cái anh gốc tự do này, đúng không ạ? Anh chia ra sẵn cho đấy. Anh chia ra sẵn để bù đắp cho cái anh gốc tự do này, để anh ấy không đi làm bừa đi quậy phá những cái người khỏe mạnh khác, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản là như vậy, là cái chất chống oxy hóa sẽ giải quyết cái cơn cơn đói khát của cái anh gốc tự do này, đúng không ạ? Đấy, đây là cái ví dụ. Xin phép làm những người mà chúng ta mới tham gia vào vào Zoom ấy, mọi người vào và mọi người tắt chủ động tắt mic cho em nhé, chủ động tắt mic và chúng ta bật camera lên để có thể là cùng nhau tương tác. Các bạn ấy sống trong một môi trường rất là tốt, và cơ thể của các bạn sẽ thường là sẽ lớn nhanh hơn so với trẻ em trước đây, và các bạn 17 tuổi thì được coi là người trưởng thành, được coi là người trưởng thành trong cái việc mà sử dụng các cái sản phẩm như thế này, và bạn ấy hoàn toàn có thể sử dụng 2 viên một ngày, và kết hợp với cái việc mà bạn ấy sẽ phải tập luyện, đúng không? Khi mà đã được chẩn đoán là béo phì như vậy rồi thì chắc chắn là cái việc mà khi chúng ta sử dụng sản phẩm thì chúng ta kết hợp với cái việc tập luyện và ăn uống một cách điều độ hơn, thì cái việc sử dụng 2 viên một ngày là hoàn toàn có thể. Rồi Cảm ơn bác sĩ. ạ. Vâng ạ. Hôm nay bác sĩ giảng hay quá. Dạ xin cảm ơn mọi người ạ. Bác sĩ cho cô hỏi thêm một câu nữa. Dạ vâng ạ. Dùng sản phẩm trong những người mà có bệnh nền, có rất nhiều bệnh nền, thì nó có bị ảnh hưởng gì không hả bác? À, dạ vâng, nhờ xin phép nhờ trả lời cô Tuyết đúng không ạ?
Đúng rồi. Dạ vâng ạ, cháu xin phép trả lời câu hỏi của cô. Thì đối với những người mà có bệnh lý nền đúng không ạ, chúng ta vẫn đang sử dụng các cái sản phẩm thuốc kê đơn theo bác sĩ, thì những cái sản phẩm này nó được gọi là những sản phẩm về dinh dưỡng, nó không phải là thuốc. Và khi mà chúng ta uống thuốc, chúng ta điều trị bất cứ bệnh gì thì chúng ta có ăn uống không ạ? Chúng ta có ăn uống hàng ngày bình thường được không ạ? Vẫn phải ăn đúng không ạ? Thì đây là những cái thực phẩm, những cái dinh dưỡng gọi là thực phẩm tinh. Dinh dưỡng nó được kết đọng rồi và chúng ta sử dụng như cái thực phẩm thức ăn hàng ngày. Vì vậy những người có bệnh lý nền thì chúng ta vẫn sử dụng được. Và trong cái phần bài chia sẻ của em của cháu đó có chia sẻ với mọi người thì nó hỗ trợ rất tốt cho những cái vấn đề sức khỏe, ví dụ như là về tim mạch hay là về vấn đề hô hấp, về xương khớp hay đái tháo đường đúng không ạ? Vì vậy mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng kết hợp và nên sử dụng kết hợp trong cái quá trình mà chúng ta điều trị bệnh để giúp cái vấn đề sức khỏe chúng ta được cải thiện một cách tốt hơn. Và mọi người lưu ý và mọi người nhớ đây là chỉ là những cái sản phẩm về dinh dưỡng, là dinh dưỡng đúng không ạ? Và dinh dưỡng thì chúng ta là một cái thứ không thể thiếu được. Hàng ngày chúng ta vẫn phải ăn mà đúng không ạ? Hàng ngày chúng ta vẫn phải ăn, vẫn phải uống bình thường thì chúng ta vẫn có thể sử dụng sản phẩm một cách thoải mái, được không ạ? Rồi. Cảm ơn bác sĩ. Dạ vâng ạ. À, cái này thì cho tôi chia sẻ về thực tế của tôi này. Hiện tại thì tôi bị bệnh nền là huyết áp, thì bác sĩ vẫn cho là uống đều cũng cả năm nay rồi, ngày 2 viên, loại 5 mg, và cái đái tháo đường thì uống ngày 1 viên đó. Thế nhưng mà nói thật là từ khi tôi dùng cái sản phẩm này, ngày trước thì tôi vẫn uống đều, nhưng mà cái huyết áp và cái đường nó không ổn định, nó vẫn ngày cao ngày thấp, nó không ổn định. Nhưng mà từ khi tôi uống cái sản phẩm này sau 5 ngày thì bắt đầu sau 5 ngày là bắt đầu tôi thấy cảm nhận là người nó khỏe. Nhưng mà tiếp theo độ khoảng 5 ngày nữa, tôi theo dõi liên tục thì tôi thấy là huyết áp và tiểu đường của tôi cực kỳ ổn định, mà số rất là đẹp đó. Và cái huyết áp của tôi bây giờ tôi đã bỏ 1 viên, tôi chỉ uống 1 viên thôi đó. Thì cái này tôi chia sẻ từ bản thân tôi, và tôi bị xương khớp rất là nặng nhưng mà tôi bây giờ hoàn toàn khỏe mạnh, rất nhẹ nhõm, uống 15 ngày mà tôi đã giảm được 7 phân vòng bụng đó, sút được 2,5 kg. Đấy là tôi chia sẻ thật. Thì cho nên mọi người ở trong phòng Zoom này, nếu mà ai mà chưa tự tin lắm về sản phẩm thì cứ tự tin và dùng đi, dùng đúng dùng đủ là cực kỳ ok, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn ạ. Cô đang đẹp ạ. À, mọi người có ai còn câu hỏi nào có thể đặt ra đúng không ạ? À, bác sĩ Thắng ơi, cho mình hỏi xíu là Dạ vâng ạ. mình có một cái người chị là chỉ bị ca vú, phẫu thuật một bên rồi, thì bây giờ cái sản phẩm này trong đây ngoài những cái thành phần phần chính thì nó có thêm những cái thành phần phụ khác, là nó có là đạm đậu nành. Thì chị đang hỏi là bác sĩ nói là cấm không có cho uống những cái sản phẩm liên quan tới cái đó, thì không biết sản phẩm mình dùng có được hay không. À, với những cái người mà có vấn đề về về ung thư đúng không ạ? Vấn đề về ung thư thì cái nghiên cứu về mầm đậu nành nó vẫn là một cái nghiên cứu mà đang rất là nhiều cái vấn đề về tranh cãi. Thế thì mầm đậu nành thì nó có chứa một cái chất đó gọi là isoflavone. Isoflavone thì nó liên quan đến cái vấn đề về nội tiết tố nữ. Nó liên quan đến nội tiết tố nữ. Thì đối với những cái người mà đang khỏe mạnh ấy, thì sử dụng những cái sản phẩm mà có cái chất đó thì nó sẽ hỗ trợ tốt cho cái quá trình mà chúng ta phòng ngừa quá trình ung thư. Còn đối với những cái người mà đã xảy ra cái vấn đề về ung thư rồi, đã giải quyết thì ở một cái khía cạnh nào đó, những cái nghiên cứu còn đang tranh cãi thì mọi người vẫn đang được khuyên là chúng ta sẽ hạn chế và tránh những cái sản phẩm có cái phần chiết xuất từ mầm đậu nành, đúng không ạ? Nhưng mà với một cái hàm lượng cao thường xuyên thì chúng ta sẽ không thể sử dụng được. Còn với một cái thành thành phần gọi là thêm vào và hỗ trợ thấp thì chúng ta có thể sử dụng được. Nhưng đối với chị của chị được Mai đúng không ạ, thì Đúng. cái vấn đề mà ung thư đã bị cắt một bên rồi thì chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm mà Curie Energy đúng không ạ, thì nó sẽ không có cái thành phần mà chiết xuất cái mầm đậu nành. Không có chất mầm đậu nành thì vẫn có thể sử dụng được để giúp cho cái cơ thể của mình nó được trao đổi chất được tốt hơn đó, được trao đổi chất tốt hơn thì nó sẽ giúp tăng cường cái khả năng miễn dịch của cơ thể chị ấy lên, và nó sẽ giúp cho cái việc mà chị hồi phục
sau vấn đề phẫu thuật nó sẽ được nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đó. À, tại vì chị phẫu thuật cũng 2 năm rồi, Đó. nhưng mà hiện giờ cái thời gian vừa qua giãn cách thì lên cân nhiều quá, lên tới 6-7 cân thì chị mới dùng, người khác giới thiệu cho chị dùng cái sản phẩm của Herbalife. Thì chị dùng 3 tuần giảm được 7,5 kg, chị rất là vui. Nhưng mà Mai trước đây Mai có nghe chị Tina Yến nói là do cái xả 80% cái thành phần bên cái thằng bữa ăn của Herbalife là nó là đậu nành, cho nên Mai có nói chị là hình như những cái đó nó không có phù hợp cho cái người bị ca như chị thì chị nên cân nhắc. Thì Mai cũng có nói về cái sản phẩm này, chị đang chờ Mai đưa cái này cho chị, nhưng mà khi mà Mai nhìn vào cái sản phẩm của mình thì Mai thấy vẫn có cái hàm lượng đó, thì Mai không biết là, tại vì không có đề cập là bao nhiêu hàm lượng, bao nhiêu không có nói, cho nên là không biết là sử dụng được hay không, nhưng mà chị đang rất là mong chờ cái sản phẩm này, tại chị nghe mình nói về cái chất chống oxy hóa chị rất là thích đó. Chị nói chị muốn ngừng bên Herbalife đặng chị dùng bên đây, cho nên mình hỏi bác là có dùng được hay không để mình biết mình nên nói chị dùng. Vâng, thì cái chất chống oxy hóa, cái hàm lượng chất chống oxy hóa là cái thành phần chính, là cái phần chính trong cái sản phẩm này, và nó có cái tác dụng mà như em chia sẻ lúc đầu đấy ạ. Thì khi là chống oxy hóa thì nó cũng sẽ chống lại được cái sự tấn công từ các gốc tự do, nó loại trừ được cái tế bào xấu, bảo vệ được tế bào khỏe mạnh. Đó là cái đặc tính của chống oxy hóa. Vì vậy mà những cái vấn đề về về bệnh ung thư, đúng không ạ, chúng ta sẽ sử dụng các chất chống oxy hóa nó sẽ rất là tốt đó, và nó sẽ khiến cho cái việc mà nếu như cái cơ thể chúng ta nó có đang còn còn những cái tế bào bị bệnh, những cái tế bào tiền ung thư, đúng không ạ, thì cái việc chống oxy hóa nó sẽ làm việc và nó sẽ giải quyết cái vấn đề đó. Vì vậy mà chúng ta vẫn có thể sử dụng được cái sản phẩm này, bởi cái lợi ích và cái tác dụng nó đem lại nó được nhiều hơn. Giống như cái việc mà chúng ta ăn hay là chúng ta uống bất cứ một cái điều gì ở một cái sản phẩm nào đó hoặc là một cái thực phẩm nào đó, thì nó luôn luôn song hành, là nó sẽ có hai cái tác dụng, đúng không ạ? Hai cái tác dụng, một cái tác dụng tốt và một cái tác dụng không tốt lắm cho cơ thể. Vậy cái nào nó là cái thành phần nổi trội hơn và nhiều hơn thì nó sẽ là cái lựa chọn của chúng ta. Tất cả đều như vậy, là chúng ta sẽ lựa chọn cái nào đem lại cho chúng ta nhiều giá trị hơn. Còn với những cái phần mà nó không được tốt cho cơ thể, đúng không ạ, thì đã có cái phần kia nó đã bù lại. Đó là một cái hoàn chỉnh trong một cái sản phẩm và một cái thực phẩm mà chúng ta, mà đặc biệt là đã được nghiên cứu rất kỹ bởi một chuyên gia hàng đầu rồi. Thì vậy chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng và yên tâm là chúng ta có thể sử dụng được cái sản phẩm này nhé. Ok, nếu vậy chị dùng thì chị vẫn dùng giống như người bình thường đúng không? Cảm Vẫn ơn chị hay. vẫn dùng bình thường ạ. Và nếu mà cái vấn đề mà chị cũng đang bị thừa cân quá nhiều thì hãy tập luyện thể dục nhiều hơn, bởi cái việc tập luyện thể dục sẽ thúc đẩy cái hệ miễn dịch của chị đấy hoạt động cực kỳ hiệu quả, tăng cái quá trình lưu thông và miễn dịch của chị tăng rất là nhiều, và vì vậy mà sẽ hỗ trợ cái quá trình mà chị để hồi phục sau 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 điều trị ung thư sẽ rất là tốt. Dạ, cảm ơn bác. Dạ Em vâng. xin phép bác sĩ Thắng, và em cũng có một cái thông tin để dành cho chị Mai với người nhà. Vì em chia sẻ một cái câu chuyện là bạn em là người ung thư vú mà cũng là cắt một bên, và bạn ấy là khi phẫu thuật và chị xạ cắt một bên ấy là bạn cắt được hơn 1 năm nay chị ạ. Và cái quan trọng là như chị nói ấy, là khi bạn đi cũng bị lên cân, và em cũng đang cho bạn dùng CRD này được 1 tháng nay rồi, thì là đây là em cũng đang chia sẻ từ góc của bạn em đang dùng. Thì thứ nhất là bạn em có cân đối được cái vóc dáng của mình, là bạn ấy giảm được cân. Cái thứ hai nữa là bạn ấy cảm thấy là cái vấn đề về giấc ngủ của bạn ấy tốt hơn. Và cái thứ ba nữa là bác sĩ Thắng đã nói rất là rõ rồi phải không ạ? Xong đây cái hàm lượng mà của cái mầm đậu nành ấy, thì thật sự ra là khi đã được các bữa ăn của các nhà khoa học nghiên cứu rồi, thì em nghĩ là những cái được các thành phần và tạp chất người ta đã bóc tách để người ta lấy các tinh chất đưa vào một cái sản phẩm để cho hỗ trợ những cái mà cơ thể chúng ta thiếu. Thì cái đấy thì như bác sĩ Thắng chia sẻ là mình cũng nên cân nhắc, nhưng đây là đang trong cái góc độ trải nghiệm. Thì bạn em đang trải nghiệm trong 1 tháng thì cái kết quả là cũng rất là tốt chị ạ. Mà cái điều ở đây mình lưu ý là nó chống được 6 cái gốc tự do, mà trong cái gốc tự do đấy thì trong cơ thể chúng ta lại sản sinh các ra các tế bào, những các tế bào yếu gọi là tế bào ung thư đấy ạ. Thế nên là cái QRI này nó giúp cho những cái người trị xạ hoặc những cái người điều trị, đây nó không phải là sản phẩm thay thế thuốc,
nhưng mà nó sẽ hỗ trợ cho cái cơ thể của chúng ta những cái dinh dưỡng mà cho cơ thể chúng ta đang cần. Thế nên là em khuyên chị, đấy là một cái góc cạnh từ phía cạnh của em và cũng như là góc cạnh của khách hàng, em đang có kết quả vô cùng là tốt, thì chị nên động viên người nhà chị nên dùng. Nhưng cái thời gian ban đầu mình dùng ấy, thì mình cũng nên lắng nghe một chút. Thì đối với những cái bạn mà vừa chạm về xong ấy, thì hầu hết là người ta cũng không như cái cơ thể của chị em mình bình thường. Đôi khi là người ta ở trong đây nó lại còn giúp mình là đào thải độc tố ra ngoài cơ thể nữa chị ạ. Thế nên là khi mình cho người nhà mình dùng thì mới đầu là mình sẽ dùng cái hàm lượng nhỏ để mình nghe ngóng để xem là cơ thể của mình, người nhà mình có phản ứng như thế nào, và sau khi có được 5 đến 10 ngày thì mình dùng bình thường. Thì em thấy ở đây cái sản phẩm này nó cũng rất là hỗ trợ cho cái người chị xạ vô cùng là tuyệt vời đấy ạ. Nhưng mà mình phải lưu ý nhé, sản phẩm này không phải là thuốc, nên là mỗi một kết quả của cá nhân thì cũng sẽ là khác nhau chứ không thể là giống nhau được. Nhưng cái điều mà mình lưu ý là chống cái xấu gốc tự do, ở đây là em nhấn mạnh là như thế ạ, chứ không thể là bạn em có một cái kết quả tốt mà người nhà mình lại như thế và tốt theo, là mình cũng phải lên cân đối, bởi vì mỗi một cái kết quả của từng một cơ thể nó cũng sẽ khác nhau chị nhé. Chị cảm ơn Trang, Bùi, ok em. Vâng, em cảm ơn chị. À, vậy quý cô bác anh chị, hôm nay cái buổi chương trình của chúng ta cũng rất vô cùng là ấn tượng, và có những cái câu trả lời của các chị Thắng cũng rất là tuyệt vời phải không ạ? Thế nên là quý cô bác anh chị ở trong Zoom mà chúng ta còn thắc mắc hay có một cái câu hỏi gì mà dành cho bác sĩ Thắng thì chúng ta hãy comment hoặc chúng ta bật mic để chia sẻ ạ. Là ở đây là có thấy một câu hỏi của cô Cúc đúng không ạ? Cô Cúc thì có hỏi là một bạn nam năm nay là 19 tuổi thì có mắc bệnh tiểu đường thì có dùng được sản phẩm này được không? Thì như cháu cũng có chia sẻ đấy ạ, cháu chia sẻ thì là về nó là một cái sản phẩm về dinh dưỡng, và khi các bạn đấy đã mắc tiểu đường thì dù ở lứa tuổi nào, các bạn đấy đều phải sử dụng thuốc kê đơn theo chỉ định của bác sĩ đúng không ạ? Vì vậy mà cái việc mà chúng ta sử dụng thuốc đây, chúng ta cũng giống như là chúng ta đang có bệnh lý nền đấy, bạn đấy dù là nam mới có 19 tuổi thôi mà đã mắc tiểu đường rồi, nó một cái nó không không được mấy là vui cho lắm, nhưng mà đều đã phải sử dụng thuốc kê đơn của bác sĩ tại bệnh viện, thì chúng ta sẽ cần có cái dinh dưỡng để hỗ trợ đúng không ạ? Và cái sản phẩm nó đã có những cái sản những có cái thành phần mà hỗ trợ cho cái việc mà ổn định đường huyết rồi cân bằng cái lượng đường trong 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 máu của chúng ta đúng không ạ? Thì nó sẽ sử dụng rất tốt cho những cái người bị bệnh về tiểu đường đó. Thì khi mà sản phẩm nó giúp cho cơ thể chúng ta ổn định được đường huyết rồi đúng không ạ? Ổn định được đường huyết đó cũng chính là mục tiêu của cái thuốc thuốc điều trị tiểu đường, là giúp cho cái lượng đường nó không bị quá cao và duy trì ở cái ngưỡng bình thường, duy trì ở cái ngưỡng bình thường của mọi người. Thế thì cái sản phẩm nó đã hỗ trợ cho cái việc ổn định và cân bằng đường huyết rồi. Vậy thì khi mà nó lại là một sản phẩm dinh dưỡng thì khi sử dụng kết hợp với thuốc thì chúng ta vẫn có thể sử dụng một cách bình thường và đem lại cho chúng ta một cái giá trị và một cái kết quả rất là khả quan và rất là tốt ạ. Dạ vâng ạ. Mọi người có ai còn câu hỏi gì nữa không ạ? Chúng ta có thể em xin phép sẽ xin Thấy câu trả lời của bác sĩ Thắng đã thỏa đáng với câu hỏi của cô chưa ạ? là cô Cúc Cô chưa bật mic đang tắt mic rồi. Vâng. À, thế vậy quý cô bác anh chị ở trong Zoom mà chúng ta là còn câu hỏi gì với bác sĩ Thắng nữa không ạ? à, Bác vâng cho mình hỏi. trẻ bị Em vẫn còn câu hỏi đấy ạ. em sẽ xin phép là sẽ em trả lời hai câu hỏi nữa, trả lời sẽ xin phép trả lời hai câu hỏi nữa cho mọi người ạ. Hiện tại là bác sĩ cho mình hỏi là trẻ bị tại vì chị viết anh viết không dấu nên là em cũng chưa dịch được, bị Tiểu năng tuần hoàn não thiểu năng, thiểu năng tuần hoàn não có sử dụng được không, dụng có kết quả chưa, bé nào sử dụng có kết quả chưa biết mà. Thế thì đầu tiên thì chắc là em sẽ xin phần chia sẻ của chị Trang Bùi này.
có bé nào đã sử dụng cái sản phẩm của mình chưa? Tại vì ở trong cái phần câu hỏi của chị cũng có hỏi là có bé nào đã sử dụng sản phẩm mà có kết quả chưa, thì chị muốn được nghe chia sẻ. Thì chị Trang Bùi có biết bạn nào đã sử dụng không ạ, thì có thể chia sẻ với chị. Và em cũng trả lời cái câu hỏi của chị là em chia sẻ về cái khách hàng của mình. Và cũng rất là cảm ơn bác sĩ Thắng. Khi ở chỗ em ấy thì là các bạn nhỏ ấy thì là thường thường là đang áp dụng về vấn đề giảm cân, nhưng chưa có cái vấn đề về cái tiểu lăng như mình. Như trước đây em cũng đã chăm một cái bạn về cái vấn đề về như trường hợp như gia đình nhà mình có gặp đây ạ. Thì là em là có một cái bạn bạn ấy cũng dạng là như kiểu là tiểu lăng, nhưng mà cái vấn đề về suy dinh dưỡng của bạn ấy lại gặp phải cái vấn đề suy dinh dưỡng. Thế nên là bất kể trong một cái trường hợp gì, con người chúng ta đầu tiên đó là dinh dưỡng đã, thì cơ thể chúng ta là hàng nghìn các tế bào tạo thành. Thế nên là khi mình có bất kể một cái trường hợp gì thì đầu tiên mình quan tâm đến cái chế độ ăn dinh dưỡng cho cái bạn này đã. Sau đó rồi mình tính tiếp, vì làm sao là cái vấn đề tiểu lăng của bạn thì không thay đổi được vấn đề ngay và luôn, mà mình phải cần có thời gian chăm bẵm và cũng như là gần gũi và dạy bạn rất là chi tiết và tỉ mỉ thì bạn mới có những cái kiểu cái chuyển biến tốt. Nhưng cái điều quan trọng ấy về cái phần não bộ và sắc tính chi của bạn ấy, hoặc là muốn có một cái cơ thể khỏe, thì em nghĩ ở đây cái sản phẩm về bữa ăn dinh dưỡng ấy, thì cho bạn ăn là phù hợp nhất. Vì làm sao ạ, yếu tố dinh dưỡng sẽ quyết định thay đổi con người ta về sức khỏe. Thế nên là khi khách hàng của em về các bạn nhỏ thì là có những cái người mà kết quả cũng rất là tốt, nhưng lại chưa gặp những cái trường hợp như là về vấn đề tiểu lăng như nặng hay nhẹ. Bởi vì làm sao cái vấn đề này nó lại phụ thuộc với từng cái cơ thể nặng hay nhẹ. Thì trước đây em xem một bạn thì bạn ấy lại cái vấn đề này bạn ấy nhẹ hơn, bạn ấy vẫn có thể là đi học, vẫn có thể là hiểu biết, nhưng mà cái vấn đề là mình trao đổi một cái gì đấy với bạn thì mình phải kiên trì đó. Thì em nghĩ là cái dinh dưỡng này nó sẽ hỗ trợ cho bạn rất là tốt đấy chị ạ. Thì chị cho bạn ấy ăn cái vấn đề ăn ăn về cái bữa dinh dưỡng ấy, cái bữa ăn nhá, cái bữa ăn mà bạn Thắng bạn chia sẻ rằng là có chất xơ này, rồi vitamin khoáng tố này, rồi có chất đạm tinh này, thì những cái đấy rất là cần cho các bạn ý. Nên là theo em, và em cũng theo em đấy, các cá nhân riêng của em ấy, thì em khuyên là lên cho cháu dùng cái bữa ăn dinh dưỡng ạ. Vâng, em cảm ơn chị. Bởi vì cháu nhà em là nó bị cái này là từ nó kiểu như dạng kiểu gần như kiểu như là không phải là bẩm sinh, nhưng mà nó từ bé năm nay nó là 6 tuổi rồi, nhưng mà nói nó vẫn chưa sõi, nó nhận thức nó chưa sõi, mà có nghĩa rằng là kiểu như hay hay cái kiểu như là kiểu dạng kiểu như gần gần kiểu như người ta nói là kiểu như trầm trầm cảm đấy, tự tự kỷ đấy đấy, kiểu như vậy. À thế vậy nhá, thì em lại có một cái trường hợp như này ạ. À, em đã chăm có một cái bạn mà có nghĩa là khi bắt đầu từ sơ sinh là bạn ấy bị thiếu, có nghĩa là thiếu dinh dưỡng, gọi là suy dinh dưỡng từ trong bào thai ạ. À, mà khi bạn ấy ra là cái khớp của bạn ấy mở to bằng đúng 2 đầu ngón tay của mình các chị ạ. À, có nghĩa là khớp của bạn nó không có đóng, mở luôn. Thế nhưng mà khi đây nó không phải là phần dược gì hết, nhưng khi mình cho các bé ăn đầy đủ dinh dưỡng, mà các chị nghĩ xem ạ, đây nó là dinh dưỡng của dinh dưỡng tinh nhé, thì khi chúng ta đưa vào cơ thể của các bé thì 20 phút là các bé hấp thụ hết. Nhưng khi mình cho các bạn đi ăn những cái đồ thô ấy thì phải từ 45 phút cho đến 1 tiếng các bạn mới hấp thụ được hết. Thế nên là khi đối với những các bạn còn non như thế thì theo em một bữa dinh dưỡng này thì hoàn toàn là rất là quan trọng với các bạn ý. Thay vì việc là mình cho các bạn ăn cháo vặn này hoặc ăn bún phiến phở hiện tại ạ, thì thật sự ra là toàn là calo rỗng thôi. Các bạn ấy không có một tí vi dinh dưỡng nào cả. Nhưng khi chị áp dụng cho bạn ấy, mà em đã áp dụng cho các bạn ấy là ăn trong vòng 4 tháng cái khớp của các bạn là đóng lại. Đó. Thế nên là cái này chúng ta không thể ngay và luôn được, nhưng mà em nghĩ là chị nên kiên trì với con. Vì làm sao ạ, đầu tiên các chị muốn thay đổi hoặc đưa bất kể một cái gì vào cho con thì con mình nó phải cần đầu tiên đó là dinh dưỡng, khoáng vitamin dinh dưỡng và khoáng tố. Vì là các bạn ấy nói là cơ thể chúng ta là tế bào tạo thành mà, cho nên khi tế bào khuyết ở đâu thì các bạn ấy là tổn thương ở đó.
thì chị cứ tập trung cho bạn ấy vào vấn đề về dinh dưỡng, còn về vấn đề về nhận thức thì mình cần phải có thời gian để mình gần bạn ấy và mình phải kiên trì cho bạn ấy. Như đầu tiên là chị phải giải quyết cho bạn ấy bằng dinh dưỡng. Đó, đó là em đã xong những các bạn mà gặp những cái vấn đề như thế ạ. Vâng, cảm ơn chị. Chúng là gia đình cũng tìm cái giải pháp và cũng bổ sung những cái dinh dưỡng cho cháu cũng nhiều, không phải là mình không bổ sung. Thế nhưng mà cái sản phẩm của bên mình đây thì nó nói rằng là có 24 vitamin và cái chống oxy hóa của nó là cao gấp 30 lần. Đấy, thì rằng là cũng muốn rằng là tìm hiểu để cho cháu nó sử dụng, nhưng mà có cái là mình chưa thấy có một cháu bé nào ấy có cái vấn đề như vậy để mình có một cái niềm tin động lực nó mạnh mẽ hơn ấy. Đấy. Theo em thì là tất cả các vấn đề đều trong cái vấn đề là mình làm sao ạ? Mình tin vào, mình trải nghiệm. Bởi tất cả trên đều góc độ trải nghiệm hết chị ạ. Vì là bản thân em và con em và em chăm các bạn nhỏ thì đều là trên góc độ trải nghiệm. Vì mình phải xác định ở đây nó không phải là sản phẩm thuốc để mình chữa bệnh. Nhưng các chị thử nghĩ là xem ạ, khi mình muốn chăm con mình để khỏe mạnh như đã thì mình mới điều trị cái gì thì mình điều trị, phải không ạ? Nên là cái nguồn dinh dưỡng này nó giúp cho con chị khỏe lên đã và giúp cho con chị tốt lên đã. Đó, thì theo em tất cả trên góc độ trải nghiệm hết thì chị cứ thử trải nghiệm cho con chị bằng bữa ăn và chị nghe ngóng xem con chị thế nào. Vì là bản thân em đã chăm các bạn ấy rồi, vì đây em cũng rất là chia sẻ với các chị là đến mức độ như này nhé. Bên lộ cấm, bên ngoại cấm. Mà bạn ấy bảo là mà đây là bà mẹ trẻ mà khi đứa con suy dinh dưỡng mà mở khóc rất là to như thế, nhưng khi bất kể nói một ai không ai đã cho dùng hết, người ta bảo là đi bác sĩ dinh dưỡng còn không giải quyết được, và con thì ăn uống rất nhiều không giải quyết được, thì thực phẩm chức năng làm sao thay đổi được. Đấy, khi mà làm sao ạ, em chỉ nói một câu là như này này, con thì là con của em, mà bản thân em có kiến thức, em chăm con em thì con em nó được hưởng. Còn em tin hay không tin thì tất cả trên góc độ trải nghiệm. Như khi bạn dùng được 4 tháng thì bạn chụp ảnh gửi Zalo cho em, thì các chị cứ hình dung ra là bạn ấy còi xương đến mức độ là bạn không có dựa được, từ 6 đến 8 tháng mà vẫn phải là ngồi tựa vào mẹ, có nghĩa bạn không tự ngồi được, mà rãi thì rớt thì phải đó. Và thứ hai nó khóc thì mở, mà nhìn bạn ấy lúc nào cũng một cái băng dán ở trên đầu là vì bạn luôn luôn là bị sốt. Thế mà sau 4 tháng dùng dinh dưỡng thì bạn sẽ gửi ra cho em một cái thân hình một đứa bé vô cùng là hào, kiểu cái da ấy hồng hào, và bạn đi để tay vào lắc con bạn như này mà con bạn nó nhún nhảy như một đứa bình thường. Đó, thì em chỉ nghĩ đơn giản là từ góc độ trải nghiệm, bởi vì làm sao ạ, vitamin khoáng tố nó rất cần thiết cho trẻ con và người già, và thậm chí những cái người đang trưởng thành như chị em mình để đi lao động nó rất là cần. Thì theo em chị cứ trải nghiệm bằng cái bữa ăn dinh dưỡng đây ạ. Mà sau em cho cháu kiểm tra thì cháu nhà em thì nó không phải thuộc cái dạng là suy dinh dưỡng, mà nó chỉ có cái là nó chậm nói này, chậm nhận thức này, đấy, và nó có kiểu lúc nó kiểu như lầm lì, nó không nói, biết thì rõ ràng nó mình nói chuyện với nó thì nó biết đấy, nhưng mà nó không nói, nó rất chi là ít luôn. Rồi, em xin ngắt lời chị Trang một chút để em hỗ trợ chị Trang để có thể trả lời cho cái phần câu hỏi của chị để là Thắng, đúng không ạ? Thì cái vấn đề về thiểu năng não ạ, thiểu năng não thì nó có khá là nhiều cái nguyên nhân, và mình cũng không hẳn gọi nó là một cái vấn đề về bệnh, nó là một cái chứng, một cái tật. Thì một cái lý do có thể là nó xuất phát từ những cái tổn thương rất là nhỏ mà nó lại nằm ngay ở những cái phần chức năng ở trong não bộ, đúng không ạ? Nó bị tổn thương, nó bị khiếm khuyết, cái tế bào nó không được lành lặn và được khỏe mạnh bình thường. Đó. Thì nó có những khiếm khuyết như vậy và nó dẫn đến ảnh hưởng tới những cái chức năng. Ví dụ như bạn nhà chị thì có thể là liên quan đến cái vấn đề mà mất cái sự tập trung. Vì khi mà bạn ấy không thể tập trung được vào một cái điều gì đó lâu thì dẫn đến là cái việc mà nếu mình có dạy bạn thì bạn cũng chỉ tập trung được khoảng ví dụ 5-10 giây, 15 giây, 20 giây. Thì xong rồi bạn ấy lại bẫng đi. Bạn ấy không tập trung và bạn không có thể khả năng duy trì cái sự tập trung đấy, và bạn sẽ không duy trì được thì bạn sẽ khó cái việc mà tiếp thu và khó cái việc học được, đúng không ạ? Thì cái việc học nói hay là cái việc mà giao tiếp với tương tác nó cũng liên quan đến cái sự tập trung, mà cái sự tập trung đấy nó liên quan đến cái việc mà các cái đường liên kết ở trong não bộ, giống như cái phần mà liên kết trong não bộ đấy ạ,
nó có được lành lặn bình thường hay không, đúng không ạ? Thì chẳng may là bạn nhà mình có những cái khiếm khuyết nào đó từ trong cái phần não bộ mà nó nằm ngay ở cái phần chức năng và nó dẫn đến cái sự mất tập trung như vậy. Thế thì bây giờ mình nó không hẳn là phát hiện ra là một cái bệnh, nó không hẳn thành ra là một cái bệnh, và con mình vẫn lớn, vẫn phát triển bình thường, nhưng mà cái phần đấy nó chưa được sửa chữa, đúng không ạ? Và nó chậm sửa chữa hơn so với những cái phần xung quanh. Và dẫn đến cái việc là đến bây giờ bạn đó 6 tuổi rồi, bạn ấy nói vẫn còn kém hơn. Thì như vậy thì chúng ta nó không phải là một cái mà chúng ta sẽ thay đổi được ngay từ tuần này qua tuần khác, hay là từ tháng này qua tháng khác. Đó là một quá trình rất là dày công. Và nếu như nó không phải bệnh thì thực sự không thể nào sử dụng thuốc, đúng không ạ? Nếu không phải là bệnh thì chúng ta không nên sử dụng thuốc, và không thể sử dụng thuốc. Thuốc là để chữa bệnh. Thế chúng ta nhưng mà có một cái đó là dinh dưỡng, nó cũng là thuốc, nhưng mà dinh dưỡng lại giúp cơ thể chúng ta tồn tại và sống được cách tốt hơn. Vì vậy mà đồng thời trong cái quá trình mình chăm con, mình nuôi con như này và mình dạy con như thế này, thì mình đưa cho bạn đấy một cái nguồn dinh dưỡng tốt. Vì vậy mặc dù vì sao mà chúng ta vẫn bảo là chúng cho các con ăn uống có thiếu gì đâu, đầy đủ mọi thứ, muốn cái gì cũng có. Nhưng vấn đề là chúng ta đang cho các bạn để sử dụng gọi là những thực phẩm thô, thì cái hàm lượng chất dinh dưỡng ở trong thực phẩm thô nó không quá quá nhiều. Mà đồng thời với cái tình hình hiện nay, khi mà cái nguồn thực phẩm nó đang bị ô nhiễm là một, thứ hai là cái nguồn thực phẩm được nuôi trồng một cách công nghiệp, thì cái hàm lượng dinh dưỡng trong đó lại càng thấp hơn. Mặc dù chúng ta có thể ăn hết một cái ức gà mà mấy lạng đó, nhưng mà cái lượng dinh dưỡng đưa vào cơ thể chúng ta nó có thực sự nhiều như lý thuyết hay không, thì với thực phẩm bây giờ thì điều đó là không chính xác. Vì vậy mà chúng ta đang có một cái nguồn dinh dưỡng, là nguồn dinh dưỡng tinh, tức là những cái chất dinh dưỡng nào thực sự cần thiết đã được tổng hợp và đưa vào một cái sản phẩm rồi, thì cái việc mà chúng ta nạp và đưa cho các bạn chất dinh dưỡng như thế nó sẽ hiệu quả hơn trong cái việc mà chúng ta chăm sóc cho các bạn. Thì kèm theo là cái việc mà có cái trong cái sản phẩm nó có những cái chất chống oxy hóa, là những cái chất mà giúp bảo vệ tế bào đó và giúp hồi phục tế bào, thì nó sẽ giúp cho cái việc mà nếu như trong cơ thể bạn đấy nó có những cái khiếm khuyết nào mà nó đang chưa hồi phục hoặc là đang chậm hồi phục, thì những cái chất đấy sẽ giúp cho cơ thể bạn đấy hồi phục tốt hơn, đúng không ạ? Đó thì chị Trang sẽ chia sẻ đấy, là mình sẽ tin ở cái cấp độ trải nghiệm. Vì dù là ai đó, một cái chuyên gia nào đó có nói thật hay, thật giỏi đi chăng nữa, nhưng bản thân chúng ta nếu như chúng ta không sử dụng nó thì chắc chắn một điều, chúng ta sẽ không biết được kết quả với bản thân mình sẽ như thế nào, đúng không ạ? Đó thì em cũng chia sẻ như vậy, và rất mong là chị có thể làm cho bạn có thể một cái cơ hội để bạn ấy có thể trải nghiệm cái sản phẩm, và mình có thể là sẽ biết đâu, đúng không ạ? Biết đâu, mình không nói biết đâu, tại vì ở đây là mỗi một cơ thể nó sẽ có một cái kết quả khác nhau. Vì vậy mà mình cho con mình một cái cơ hội, cũng chính là mình cho mình một cơ hội để giúp bạn ấy có thể có được cái sức khỏe tốt hơn, đúng không ạ? Không phải con mình mà nghĩa là con nhà. À. Dạ vâng. Cái đấy thì mình chia sẻ cho cái người bạn thân, cái người bạn của mình. Vâng, em cũng rất là cảm ơn câu hỏi của chị, vì là cũng không phải là của mình, nhưng mà mình cũng vô cùng là quan tâm, phải không ạ? Vì là nói chung hơn là bây giờ mình gieo hạt sức khỏe thì mình sẽ nhận được những cái điều phước lành, phải không ạ? Thế nên là hôm nay cái thời lượng chương trình Zoom cũng kéo dài rất là nhiều rồi, vì thật sự hôm nay rất là nhiều câu hỏi thú vị. Thế nên là em Trang Bùi cũng rất là trân trọng cảm ơn quý vị trong Zoom, và cũng vô cùng là biết ơn bác sĩ Thắng chia sẻ những cái bí quyết và những cái kinh nghiệm kiến thức của mình, để cho làm sao ạ, quý cô bác anh chị cũng như em Trang Bùi được những cái câu chuyện cũng như cái kết quả để mình khỏe cho chính mình và gia đình mình, phải không ạ? Thế nên là cũng thay mặt ban tổ chức của chương trình thì cũng kính mong quý cô bác anh chị có một giấc ngủ ngon, và chúc quý cô bác anh chị có một ngày chủ nhật bên gia đình thật là đầm ấm và yêu thương, và hẹn đến 20 giờ ngày thứ hai để gặp lại quý cô bác anh chị ạ.